Xin chào tất cả các bạn nha. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nha. Trong video này mình giới thiệu cho các bạn tham gia một chương trình để góp nhận 500 triệu token có ký hiệu là Sol Swap nha bạn. Thì để tham gia giá hôm nay các bạn cần click bằng link mô tả dưới video Metadam Touch Chatbot. Rồi các bạn bấm join airdrop. Airdrop này nó sẽ end vào ngày 10 tháng 10 nha bạn. Và phong phối vào ngày 18 tháng 10 nha bạn. Rồi các bạn lướt xa đi tiếp nè. 8ZZ. Nãy có làm cái video hướng dẫn các bạn dự án ấy lỗi tức thiệt. Làm xong cái tự anh cái xóa luôn. Không đăng kịp. Rồi, nhiệm vụ đầu tiên các bạn join kênh giúp kênh seller nữa các bạn. Có lưu cấp trà không? Ok, không có lưu cấp trà bạn mới đắp nè. Tiếp tục join tiếp kênh seller nữa các bạn. Rồi, bạn mới đắp đây nè. Tiếp tục follow Twitter nữa nè. Trên tờ Twitter của nó, các bạn theo dõi nha các bạn. Rồi sau đó bạn mới up lên nè. Các bạn vào đây like và pinbot tăng 3 người bạn nè. Các bạn like nè, các bạn dịch dẫn từ tweet tăng 3 người bạn mình vào nha các bạn. Biết có tag không ta? Chắc không mà. Coi là đây. Rồi tiếp tục bấm submit đi tên. Sau đó nó hỏi có join kênh group kênh seller không thì kiểm tra lại coi. Rồi bạn bấm done nha các bạn. Rồi sau đó các bạn điền là username tại Twitter các bạn đã follow dán các bạn. Còn win v này nữa chính đấy các bạn. Rồi cho bot nè. Sau đó các bạn submit địa chỉ với pinb smart chain bet 20 trên chocolate của các bạn nè. Rồi sau đó các bạn bấm balance để check số khả mình kiếm được nè các bạn. Ok, mình đã nhận được 500 triệu token Sol Swap nè. Rồi các bạn bấm vào mi gấp liêm lấy những ghép chia sẻ trong bè những thằng cái niềm tôi cần nha các bạn. Vậy video mình đến đây cũng kết thúc. Mình chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn trong những video clip tiếp theo tụi mình nhé.